Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình lên cho các mẫu xe đạp địa hình mà nó chỉ có giá là 6 triệu 6 mà được trang bị giảm xóc hơi và full bộ chuyển động Shimano Atus. Đấy, rất là ngon trong cái tầm giá 6 triệu 6. Khung nhôm, nước sơn nguyên bản, Civic X1 One, một hãng xe đến từ Italy. Khung nhôm các thấy trên hình xe này còn cái độ mới đó, rất là cao, hầu như là không có vết xước nào đáng kể, chỉ có những cái vết xước nhỏ và những cái vết xước răm do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi là không thể tránh khỏi. Đây, tem chính hãng của Civic, design in Italy, thiết kế theo cái cách thiết kế của Ý. Được chạy full bộ chuyển động Shimano Atus cũng rất là cao, trong cái tầm giá. Bánh 26 inch, vành cũng nguyên bản 9 inch. Trong cái tầm giá 6 triệu 6 mà có một chiếc xe Civic Ý nguyên bản giảm xóc hơi. Được giảm xóc hơi. Đi đông của chiếc xe thì trang bị đôi tay bấm của cũng là Shimano Atus. Đó là phanh dầu Shimano. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì là chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64, 173-74 thì phù hợp. Bít 9 tầng và 3 tầng đĩa cho chiếc xe có 27 tốc độ khác nhau. Thì chiếc xe có giá như em nói ngay từ đầu video chỉ có là 6 triệu 6 mà được giảm xóc hơi và full bộ chuyển động Shimano Atus, phanh dầu Shimano, 6 triệu 6, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.